mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Anh với tuyển Andorra vào lúc 23 giờ ngày 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Dù đã có thắng lợi ở vòng đấu vừa qua, nhưng ít ai tin vào việc Andorra làm nên bất ngờ trước đội tuyển Anh. Theo bảng xếp hạng bóng đá bảng Y vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Anh đang là đội dẫn đầu sau 4 lượt trận. Họ trình diễn một phong độ tương đối thuyết phục khi giành được 12 điểm tối đa, bỏ xa đội xếp sau tới 5 điểm. Đội chủ nhà đã phô diễn được sức mạnh của mình ở lượt trận vừa qua trước Hungary, khi họ có được thắng lợi đậm đà với tỷ số 4-0. Về phía đội khách Andorra, họ mới chỉ vừa có được 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng trước đội bóng lót đường tại giải là San Marino. Ở trận đấu đó, Wales xứng đáng là người hùng của Andorra khi một mình anh là tác giả của 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước San Marino. Chiến thắng đó không thể giúp đội khách cải thiện thứ hạng khi họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Việc cách đội nhì bảng Ba Lan tới 4 điểm, cơ hội đi tiếp của Andorra dường như đã đóng lại. Soi tỷ lệ kèo bóng đá châu Á, chọn cửa dưới Andorra. Trận mở kèo gần nhất Anh chấp Hungary một bàn thắng kèo. Trận mở kèo gần nhất Andorra chấp San Marino một bàn thắng kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. Dự đoán bóng đá soi kèo châu Âu, đội tuyển Anh thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Anh thắng 4-0 trong 90 phút thi đấu. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.